Bạn là tài xế sử dụng ứng dụng Abivin Virus. Video này sẽ giúp các bạn hiểu rõ cách thực hiện các tác vụ của mình trên ứng dụng di động. Để sử dụng ứng dụng di động Abivin Virus, bạn vui lòng bật đồng thời kết nối mạng và định vị. Sau đó truy cập ứng dụng di động Abivin Virus bằng cách chạm vào biểu tượng Abivin Virus màu xanh dương trên màn hình. Sau khi bạn đăng nhập thông tin thành công, màn hình sẽ hiển thị phương tiện mà bạn sẽ vận hành trong ngày làm việc. Hãy nhấn Let's Go để bắt đầu ngày làm việc nhé. Sau khi nhấn nút, bạn sẽ được chuyển tới một màn hình có các thông tin về thời gian và thông tin các tác vụ như soạn hàng, khách hàng, kết thúc ngày giao hàng. Bạn hãy thực hiện các tác vụ theo đúng trình tự được hiển thị trên màn hình. Bạn sẽ bắt đầu với tác vụ soạn hàng. Khi bạn nhấn vào tác vụ soạn hàng, màn hình sẽ chuyển tới phần thông tin chi tiết với 3 mục: thông tin đơn hàng, check-in và xác nhận trạng thái đơn hàng. Bạn hãy nhấn vào phần thông tin đơn hàng, toàn bộ thông tin chi tiết về số lượng, tên khách hàng, tổng số đơn hàng, tổng số tiền sẽ được hiển thị đầy đủ. Bạn hãy kiểm tra kỹ và đối chiếu hàng được nhận tại kho với thông tin hiển thị trong phần này. Sau khi kiểm tra và đối chiếu thông tin, bạn sẽ được yêu cầu chụp ảnh để xác nhận đã đến kho và nhận hàng. Bạn hãy nhấn vào biểu tượng máy ảnh trong phần check-in và bắt đầu chụp ảnh. Sau khi chụp, ảnh sẽ được hiển thị trong giao diện tác vụ. Tiếp đó, hãy nhấn vào phần xác nhận trạng thái đơn hàng. Bạn cần xác nhận đã lấy sản phẩm ra khỏi kho và rời khỏi kho. Để xác nhận sẵn sàng giao hàng, hãy nhấn vào biểu tượng trên các dòng tương ứng để biểu tượng đó chuyển sang màu xanh. Bây giờ, bạn đã hoàn thành khâu soạn hàng. Hãy nhấn vào nút gửi ở phía trên bên phải màn hình để gửi và hoàn thành tác vụ soạn hàng. Sau khi hoàn thành tác vụ soạn hàng và nhấn nút gửi, ứng dụng sẽ quay lại màn hình tác vụ. Biểu tượng thời gian ở tác vụ soạn hàng sẽ được chuyển sang màu xanh lá cây. Sau khi hoàn thành bước soạn hàng, bạn sẽ bắt đầu chuyến giao hàng. Thứ tự các khách hàng trên màn hình được sắp xếp tối ưu theo lộ trình mà hệ thống đã tính toán. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể di chuyển, chọn lựa khách hàng để bắt đầu chuyến giao hàng tùy theo tình trạng giao thông thực tế. Để xem các thông tin đơn hàng cần được giao cho khách hàng cụ thể, hãy nhấn vào tên khách hàng đó trên màn hình. Ứng dụng sẽ chuyển đến màn hình hiển thị chi tiết thông tin khách hàng. Để xem quãng đường di chuyển từ vị trí hiện tại của bạn đến địa điểm giao hàng của khách hàng, bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên điều hướng ở bên phải dòng địa chỉ. Trước khi đi đến kho, cửa hàng của khách hàng, bạn có thể liên lạc với khách hàng để đảm bảo họ đang mở cửa bằng cách nhấn vào biểu tượng loa thoại ở bên phải dòng số điện thoại. Khi đến kho hoặc cửa hàng của khách hàng, bạn cần xác nhận đến bằng cách chụp ảnh cửa hàng hoặc kho của khách hàng. Thao tác chụp ảnh xác nhận hoàn toàn giống như thao tác chụp ảnh ở tác vụ soạn hàng. Sau khi giao hàng xong, bạn sẽ phải gửi kết quả giao hàng tới hệ thống để được công nhận hoàn thành ca giao hàng. Trong phần tên khách hàng, bạn hãy kéo xuống phần kết quả giao hàng. Ở phần này, bạn cần chọn kết quả giao hàng phù hợp. Trong trường hợp bạn đến địa điểm giao hàng và giao cho khách hàng đầy đủ số lượng sản phẩm như khách hàng đã đặt trong đơn, bạn hãy nhấn hoàn thành trong phần kết quả giao hàng. Nếu bạn đến địa điểm giao hàng và chỉ giao được tới khách hàng một phần số lượng sản phẩm như khách hàng đã đặt trong đơn, bạn sẽ chọn giao một phần. Bạn sẽ cần nhập chi tiết số lượng thùng, sản phẩm lẻ thực tế đã được giao, cũng như số tiền thực tế đã nhận được từ khách hàng. Để cụ thể số lượng thùng hoặc sản phẩm lẻ thực sự đã được giao, hãy kéo xuống phần có tên là chi tiết sản phẩm, rồi nhấn vào giá trị số bên cạnh chữ thực tế. Màn hình sẽ xuất hiện một biểu mẫu. Ở phía bên trái là nơi bạn chọn số lượng thùng sản phẩm thực tế đã giao được. Ở phía bên phải là nơi bạn chọn số lượng sản phẩm lẻ thực tế bạn đã giao được tới khách hàng. Tiếp theo, bạn hãy nhập cụ thể số tiền thực tế mà bạn đã nhận được từ khách hàng bằng cách nhấn vào giá trị tiền trên dòng tổng tiền thu được. Bạn hãy nhập giá trị chính xác trên bàn phím số, sau đó nhấn vào nút xong. Trong trường hợp bạn đến địa điểm giao hàng nhưng vì một lý do nào đó mà bạn không thể giao được sản phẩm tới khách hàng, hãy chọn không hoàn thành ở phần kết quả giao hàng. Ở phần kết quả giao hàng, bạn cần chọn một lý do tại sao đơn hàng không giao được tới khách hàng. Bạn hãy nhấn vào dòng chọn lý do. Bạn sẽ được chuyển đến một màn hình liệt kê các lý do. Hãy nhấn vào lý do thích hợp. Bạn sẽ nhấn nút gửi ở phía trên góc phải màn hình để hoàn thành tác vụ gửi kết quả giao hàng tới khách hàng đó. Màn hình sẽ hiện ra thông báo xác nhận. Bạn có chắc chắn gửi tác vụ này thì bạn hãy nhấn đồng ý. Nếu bạn chắc chắn hoàn thành giao hàng tới khách hàng đó, màn hình sẽ chuyển bạn quay trở lại màn hình tác vụ ban đầu. Với các khách hàng mà bạn chọn kết quả giao hàng là hoàn thành sẽ có một dấu tích màu xanh lá cây. Với các khách hàng mà bạn chọn kết quả giao hàng
dao một phần sẽ có một dấu tích màu cam. Với các khách hàng mà bạn chọn kết quả giao hàng là không hoàn thành sẽ có một dấu tích màu xám. Sau khi bạn đã hoàn thành các tác vụ giao hàng, bạn sẽ quay trở lại kho để bàn giao tiền hàng đã thu được và các sản phẩm chưa giao được. Để thực hiện việc này, bạn hãy nhấn vào tác vụ kết thúc ngày giao hàng. Màn hình tác vụ sẽ ghi lại chi tiết kết quả giao hàng thực tế ở phần kết quả giao hàng. Bạn hãy đối chiếu thật kỹ thông tin ở phần này nhé. Khi kéo xuống, bạn cần xác nhận đã trở lại kho bằng cách chụp ảnh. Hãy nhấn vào biểu tượng máy ảnh để bắt đầu chụp ảnh. Tác vụ chụp ảnh hoàn toàn tương tự tác vụ chụp ảnh như ở các bước trên. Sau đó, bạn sẽ xác nhận đã bàn giao sản phẩm trả lại và nộp tiền đã thu. Bạn cần xác nhận chuyển sản phẩm bị trả lại cho quản lý kho và xác nhận nộp tiền cho kế toán bằng cách nhấn vào biểu tượng trên các dòng tương ứng. Cuối cùng, bạn có thể nhấn vào nút gửi ở phía trên bên phải màn hình để gửi tác vụ kết thúc ngày giao hàng. Như vậy, bạn đã hoàn thành một chuyến giao hàng. Chúc bạn có một ngày giao hàng hiệu quả cùng Abivin Virus.